Xin chào các bạn đã trở lại với kênh channel của Lăng Lê Cuộc Sống Bỉ. Chủ đề tiếp nối chủ đề trước là hôm nay sẽ dành cho tất cả các ông ghi lấy giấy và viết ra để ghi những cái điều mà cô gái nói và những cái suy nghĩ của người cô gái đó như thế nào. Đối với những cái lời nói của người phụ nữ luôn luôn nó rất là khác xa 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 đó với những người phụ nữ họ nghĩ như thế nào. Ví dụ nha, khi mà cô ấy nói là không, em không sao, anh đừng có lo, em rất là bình thường, nhưng mà thật sự trong tâm của cô ấy, trong cái đầu của cô ấy đang rất là lo lắng, bồn chồn, như là có cái chuyện gì đó xảy ra, có cái chuyện lớn đó, nhưng mà cô ấy không có thể hiện ra bề ngoài, không có chia sẻ được. Cái kiểu là những cái người phụ nữ là mạnh mẽ đó, là họ luôn luôn là sống ở nội tâm, họ che giấu nhiều hơn. Thì cũng có những người phụ nữ họ yếu ớt, họ dễ bộc lộ qua cảm xúc và dễ chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà cũng có người phụ nữ họ che kín cái nỗi lòng của họ. Thường thường người phụ nữ họ sống nội tâm thì nhiều. Rồi tiếp theo, cô ấy sẽ nói là anh làm gì mà sao không nghe điện thoại của em chẳng hạn, hay là anh sao không có trả lời tin nhắn của em, anh đang làm gì với người nào, anh đang đi chơi với ai, hay là anh đang làm cái việc gì mà sao không có quan tâm gì tới em, hay là anh coi người khác quan trọng hơn em hay là sao, cái kiểu giống vậy. Khi mà nói cái này nhưng mà lại chỉ trích ở phía sau, khi các bạn làm một cái chuyện gì đó mà không hài lòng á, các bạn cứ đi theo năn nỉ, mà khi một người con gái họ đang giận thì họ khó nào mà có thể là nguôi lòng liền á. Phụ nữ giận rất là dai đó các bạn, nên cứ ừ hử như là cho qua chuyện, nhưng mà thật sự ở trong lòng mà cô ấy đang bực bội lắm, đang bực bội là khó chịu lắm các bạn. Như là các bạn chuẩn bị là có tinh thần á, chuẩn bị là cô ấy đang sắp là gây chiến tranh với các bạn ha. Nên cái lúc đó là các bạn chỉ biết là im thôi, đợi thời gian nào đó nó nguội xuống thì các bạn tiếp tục năn nỉ thì sẽ có kết quả. Chứ trong cái vấn đề mà phụ nữ đang bực bội, đang mà giận hờn vu vơ mà các bạn đi theo càng theo năn nỉ càng mệt thêm, phụ nữ lại càng lấn nước tới. Khi các bạn có một cái cuộc hẹn với cô ấy đi, mà lỡ như các bạn quên, các bạn làm cái chuyện khác, thì cô ấy bực tức. Bực tức nhưng mà cô ấy cũng nói im lặng mà không nói gì hết, cái kiểu như là vậy đó. Im lặng không nói như vậy gì hết, mà các bạn nói là bộ dặn luôn rồi hả, sao không trả lời vậy. Thì cô ấy trả lời là tôi không dặn, tôi không thèm nói dặn người dân đâu chẳng hạn, rồi tôi không có nóng, tôi không có quạo ai hết. Nói thì nói như vậy nhưng mà thật sự bên trong là cô ấy đang ghen tuông, cô ấy đang hỏi những cái lý do trong đầu, như là anh ta là đi gặp ai mà sao lại quên cái cuộc hẹn này, tại sao lại không có xem trọng cái cuộc hẹn này chẳng hạn, hoặc là anh ta đang có những cái gì giấu tôi chẳng hạn, cái kiểu như nghi ngờ ghen tuông hơn các bạn. Rồi tiếp theo á, là cô ta sẽ cho qua chuyện chẳng hạn, là nói thôi anh muốn làm gì đó anh làm đi, không quan tâm tới nữa, anh làm theo ý anh đi. Cô ấy nói như vậy nhưng mà thật sự là cô ấy đang muốn bạn phải ngừng cái điều đó này. Cô ấy không muốn bạn làm cái điều đó thì các bạn phải nên ngừng, không tiếp tục. Nếu mà các bạn tiếp tục thì có thể là các bạn sẽ bị cô ấy cho đi luôn, nghĩa là cho đi máy bay luôn, không có quay lại được nữa. Con gái họ khi mà họ giận hờn vu vơ, họ giận hờn rất là nhiều lần, mà khi mà họ đã muốn dứt, nhiều khi cũng dứt hơi khó, nhưng mà khi một cái chuyện gì đó mà họ ấm ức nhiều lần quá thì họ dứt cái một, các bạn họ dứt sẽ dễ dàng lắm. Anh có thể cho em mượn cái điện thoại của anh để kiểm tra không, để coi coi cái điện thoại của anh sao. Nếu kệ dạng là cô ấy nói cho mượn điện thoại đi, nhưng mà thật sự là cô ấy đang muốn kiểm soát trong điện thoại của các bạn gồm danh bạ có những người quen nào, có ai là tên phụ nữ hay không, và những người phụ nữ đó là anh nhắn tin anh trò chuyện với họ làm sao, cái cách anh nói chuyện sao, coi coi những cái điều gì đó mà anh có nói chuyện như là hơi thân thiện quá không với người con gái khác,
À, cái này là cô ấy đang điều tra bạn, thì lúc này tốt nhất là các bạn nếu mà có làm gì mờ ám á, muốn chạy tội á, thì phải nên thay đổi cái mật khẩu ngay và luôn, để không thôi mà cô ấy phát hiện ra được là các bạn chỉ biết là bấm nút biến thôi. Nói cho vui vậy thôi chứ tất cả các chị em phụ nữ nghe cho vui chứ đừng có chửi mình nha, dạng mình nói cho vui thôi. Nhưng mà nếu mà các anh mà làm như vậy thì sớm muộn gì cũng phải bị thôi, chứ không phải là giấu giấu cỡ nào cũng không được hết. Người phụ nữ họ gắt tinh, kêu là tinh ma, họ gắt là hay luôn, nghi ngờ cũng đúng. Rồi đôi khi mà người phụ nữ họ có cái giống như là có cái gì đó giác quan thứ sáu hay gì đó mọi người, là họ nghi đâu chúng đó cái kiểu vậy. Rồi khi mà các bạn đi vào một cái buổi lễ hay là các bạn tình cờ đi qua ra ngoài thì cái anh đó là người yêu của bạn gặp một người đàn ông khác, là bạn chẳng hạn, nếu cô gái ấy nói như thế này: anh ơi, bạn của anh người đó là sao với anh vậy, quen lâu chưa, sao anh này anh nhìn anh trẻ, anh đẹp trai, anh còn dễ thương quá vậy, nhìn giống hot boy quá mà không biết có bạn gái gì chưa, hay là anh ta chắc nhiều con gái theo lắm ha anh. Nhỏ hỏi những câu như vậy nhưng mà thật sự trong đầu cô ấy á, là đang muốn tìm hiểu cái người đối phương đó như thế nào để mà có thể là có cái cơ hội người đó để bỏ bạn chẳng hạn. Đó. Là cô ấy đang muốn có ý định là rời bỏ bạn để tiến với cái người bạn của bạn. Người ta nói là khi mà quen người yêu rồi các bạn phải cẩn thận, ít giới thiệu với bạn bè, nhiều khi bạn bè cướp mắt cũng không hay luôn á. Các bạn phải biết những cái tình trạng này có gặp rồi, có xảy ra rồi nha các bạn. Cái này hơi bị tế nhị mắc cười một chút xíu không? Khi hai người làm cái gì đó không biết, cái này chuyện của hai người, cái cô ấy nói là thôi ngưng lại đi, kỳ quá à, làm gì kỳ cục quá à, ngừng lại, dừng lại, dừng lại, kiểu nói vậy. Nhưng mà cô ấy lại muốn, trong đầu là cô ấy lại muốn tiếp tục. Bề ngoài thì nói dạng như là ngại ngùng đó, không muốn, nhưng mà bên trong đó là muốn. Người phụ nữ là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là người phụ nữ họ nói là thôi anh xàm quá, anh tà lao quá đi, cái kiểu vừa nói mà vừa cười như vậy. Là không phải là cô ấy nói là bạn dở hơi, là bạn ngu ngốc chẳng hạn, mà cô ấy đang chọc ghẹo, như là cô ấy nói cái kiểu giống là cô ấy nhận xét bạn là một người hài hước, mà hay chọc cười, nhưng mà nó hơi có cái vẻ hơi xàm xàm một chút xíu, nhưng mà cô ấy vẫn thích cái điều này. Rồi cô ấy nói rằng phải chi mà tìm được một người có cái cá tính nào nó né 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 ná ná giống như cái tính của anh cũng chẳng hạn, hay là người nào mà có cái diện mạo gần gần cũng như đẹp trai, cũng có cái nét gì đó dễ thương giống tự tự như anh chẳng hạn. Thì khi cô ấy nói vậy là cô ấy đang muốn quen với bạn, cô ấy đang thật sự muốn quen với bạn. Thì cái trường hợp này các bạn chỉ cần tiến tới thôi, thể hiện cái sự tình cảm chút xíu, là chỉ cần hôn cô ấy một lần thôi, đương nhiên các bạn sẽ dính đò là hai người chắc chắn sẽ thành công khi cô ấy nói cái câu này ha. Còn nếu như các bạn không có thể hiện cái biểu cảm gì hết, hoặc là các bạn tránh xa liền, hoặc là các bạn từ chối cái gì đó, thì đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy là bị từ chối cái cách thể hiện tỏ tình vậy. Thì đương nhiên người phụ nữ họ cảm thấy là hung dữ lên, họ cảm bực bực tức lên, thì cái chuyện giống như là tỏ cái tánh tánh hết là kêu giống như bà Trần, kêu giống như vậy. Rồi nếu mà người phụ nữ á, họ nói như thế này: anh tử tế quá à, anh tuyệt vời quá à, anh tốt bụng quá chừng luôn ha. Đó, cô ấy nói như vậy nhưng mà ý cô ấy là đang ám chỉ bạn là một người xấu xa, đê tiện chẳng hạn. Nhưng mà cô ấy không nói thật sự, mà cô ấy nói lắc léo một chút xíu, cô ấy khen, nhưng mà khen cái thái độ khinh thường thôi. Đó, các bạn cũng phải ý cái cách nói của cô ấy và cái biểu cảm gương mặt của cô ấy như thế nào. Rồi, nếu cô ấy nói rằng
Tôi cần có cái thời gian để suy nghĩ về cái chuyện này. Khi mà các bạn tỏ tình với cô ấy không nhận lời liền. Vì lúc đó cô ấy không có đủ nhận xét ra rằng đây có phải là tình cảm thật sự hay không. Hoặc là cô ấy chưa có tìm thấy cái tình yêu ở bạn. Thì chỉ bà làm một cái cách là từ chối nhẹ nhàng, lịch sự nhất để không làm tổn thương cho ai cả. Mà cô ấy đang muốn là giữ ở cái mức độ là tình bạn mà thôi, nên trả lời như vậy là cho xong chuyện. Và từ đó về sau đương nhiên cô ấy sẽ giữ khoảng cách với bạn nhiều hơn. Điều này là sự thật và chính mình cũng là người từng như vậy, nên mình chia sẻ cho các bạn luôn ha. Rồi nếu cô ấy nói ôi em không có biết ghen đâu anh ơi, ghen tuông gì không biết nữa, có cái gì đâu mà phải ghen, không được người này cũng được người khác. Nhưng mà thật sự là khi cô gái họ yêu ai rồi á, là cái ghen tuông của họ rất là dữ dằn. Người phụ nữ cái đáng sợ nhất là khi người đàn bà ghen, các bạn hiểu không? Cái đáng sợ nhất của người đàn bà chính là khi người đàn bà ghen. Khi mà họ ghen lên rồi, họ có thể làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc nhất. Hả? Có nghĩa như là đàn ông giả sử là phản bội đi, đi ngoại tình người khác. Có cái câu chuyện mà mình đọc được á, là người đàn bà này đánh ghen chồng khi mà ở với một cái người phụ nữ bên ngoài. Thì cái đêm đó là ông chồng này ông về nhà, xong cái ổng ngủ, ổng mệt mỏi rồi ổng ngủ, xong cái nửa đêm con vợ nó xách cái đèn mà đèn dầu đi vô, xong cái dán mùng lên là cầm theo cái kéo nữa, rồi là lúc đó là cái củ quý mất tiêu luôn ở cái nhà. Người đàn ông khi mà làm chuyện tày trời phản bội thì làm tổn thương rất nặng đối với người phụ nữ. Thì khi mà người phụ nữ họ ghen tuông lên rồi rất là đáng sợ và sẽ làm bất cứ cái điều gì để họ trả thù lại được. Thì đương nhiên cũng có người phụ nữ họ sẽ không làm như vậy, họ sẽ chọn cách là từ bỏ và ra đi. Cũng có nhiều người phụ nữ khác nhau với cái cách của họ, nhưng mà đa phần là những người phụ nữ ghen họ rất là kinh khủng. Khi một người con gái nói rằng sao hai đứa mình hợp quá nhớ vậy ta, hay sao lúc nào mình cũng nghĩ trùng hợp, rồi làm cái gì cũng giống nhau, rồi sở thích cũng giống nhau vậy ta, ngộ vậy ta. Cái kiểu cô ấy nói như vậy nhưng mà thật sự bên trong cô ấy là đang nhận định về cái quái mối quan hệ giữa hai người là đang ở cái mức độ là càng xích gần lại nhau hơn. Thì khi đó là nếu mà các bạn thật sự mà chịu bày tỏ ngay á, thì đương nhiên hai bạn trở thành người yêu của nhau liền. Thì đây chính là một cái cặp yêu nhau trong cái câu chuyện tình yêu đẹp đó. Dị dạng là mình nói như vậy trong cái cuộc sống rất là khó khăn. Cái cuộc sống này rất là phức tạp, những người phụ nữ rất là phức tạp đối với các đàn ông, nên các anh là phải biết tìm hiểu nhiều hơn về phụ nữ, phải lần mò những cái kinh nghiệm, tìm hiểu về những cái cá tính của người phụ nữ như thế nào để các anh có thể rút kinh nghiệm ha. Tại vì muốn chiều người phụ nữ cũng hơi khó, muốn được lòng của người phụ nữ cũng hơi khó, muốn trục giận cũng hơi khó. Nói chung là người phụ nữ cái tính là thất thường lắm các bạn, nắng mưa thất thường rồi lại khó hiểu. Người phụ nữ thì bên đây Tây á, họ nói người phụ nữ phức tạp quá, người phụ nữ rắc rối quá, nó nói như vậy á. Mà thật sự là như vậy á, có khi này có khi kia, có lúc này có lúc kia, lúc nắng lúc mưa chẳng hạn. Người phụ nữ cần phải biết, cần phải tìm hiểu nhiều hơn thì các anh mới thể chinh phục được tất cả các chị em phụ nữ he. Kết thúc video ngày hôm nay, xin hẹn lại các bạn trong những video kế tới. Và đừng quên là hãy cho Lan biết những cái comment ý kiến của các bạn dưới video để Lan biết là các bạn đã ghé xem cái video của mình. Và những cái ý kiến của bạn sẽ tạo thêm những nhiều cái video mới ra nữa để cho các bạn tham khảo cũng như là trả lời những câu hỏi của các bạn nhé. Và hẹn các bạn gặp lại trong những video kỳ tới. Bye bye!